Rồi hello các bạn, tiếp tục review giới thiệu các bạn một cái mẫu đèn LED khá là độc lạ nha các bạn. Đây, hình dáng của đèn đây, lắp lên xe mô tô ha, hộp màu đen, các cái thông số nè, lắp lên xe mô tô nhỏ nè, tay ga nè ha, dễ dàng sửa chữa nè, tuổi thọ lâu dài này, chất lượng cao nữa ha. Này mẫu khác, đây, nhiệt màu ha, hai màu. Bảo hành 1 năm nhưng mà shop này không bảo hành, tuổi thọ là 20.000 giờ, tức là 20.000 giờ người ta thắp sáng đèn liên tục nha các bạn. Các bạn sẽ tính ra bao nhiêu năm này tiết kiệm chất lượng cao ha. Đây hình dáng của đèn, một cái đèn bên trong một cái bát bát bạch u ha, bát thì cũng khá là đẹp. Một con lon tán này 8 ly, 82 quá à. Với hai con vít nhỏ thì giữ cố định cái đèn. Thì đèn này có người gọi đèn mắt cú nè, đèn cú mèo. Thật ra cái đèn này hình đầu nó giống đầu con cú mèo. Đèn đấy, nó có hai con mắt, hai nhân led. Này bằng nhôm nha các bạn, bằng nhôm khá mỏng, khá là gọn, hai ngón tay. Ở phía sau đây, hai phần được cố định bằng ba con vít. Ở đây người ta đã dùng keo nè để chống nước, nhưng mà làm cho có thôi. Nó có dây dây thường chiều dài là khoảng nửa mét và có hai dây, một đen một đỏ. Đèn này là đèn 3 chế độ các bạn. Tắt mở là nó chuyển chế độ. Vàng, trắng, chớp chớp, giống như bát sinh vậy đó. Này khi mà mua về hoặc là người ta lắp tại chỗ thì sẽ cố định lại ha. Dùng keo lại. Silicon hay là keo dùng trong bi LED á. Cái này mình về số lượng không có nhiều nha bạn. Hiện tại thì đèn giống vậy nè. Nó có nhiều loại nha các bạn. Nhiều loại. Chính hãng có, hãng khác cũng có. Hợp nhiều loại màu luôn. Các bạn lưu ý nha. Giá tiền nó cũng sẽ khác nhau. Thì cái đèn này mình đo là được khoảng 12W. 12W nha các bạn. Rất là độc đã. Ban đêm giống như con cú mèo đậu xe ạ. Ở đây thì chúng ta đây bắt ở chân kính ha. Thường bắt chân kính nó sẽ đẹp hơn. Chân kính, chân gương gì đó. Hoặc là có cái bát nào đó. Thì bát thì mình có nhiều. Mạch thì mình cũng có, mạch nào cũng được, xe nào cũng được. Hoặc đơn giản là chúng ta lắp một công tắc được rồi ha. Điện thì chúng ta có thể xài điện ngay sao khóa hoặc là điện điện bình là tùy. Với 10W thì chúng ta lắp điện tai thắng cũng được ha. Tai thắng, tai côn gì đó. Còn nếu mà ta kỹ hơn thì chúng ta xài qua gờ le cầu chì để tôi quản lý đường điện riêng. Nếu mà cục trục chặt thì cái đèn bị nó ngắt điện, cái đèn này thôi. Xe người ta hoạt động bình thường. Đó là cái lợi khi mà ông ta xài gờ le cầu chì. Bây giờ mình sẽ ánh sáng cho bạn xem nha. Đèn 2 giây thì đâu nói dễ rồi. Mới vô chơi bắt sinh cả hai chế độ ha, trên dưới tắt mở lại thì chúng ta có được ha. Nó là cái hình giống như hình hình chữ nhật vậy đó. Khi mà nó cần một ánh sáng vàng để bám đường thì chọn vàng ha. Mỗi lần tắt mở là nó chuyển chế độ. Sáng này cũng khá là sáng nha bạn. Sáng này sẽ dây rất nhiều. Chắc chắn là như vậy. Cái ưu điểm của đèn LED là gì? Nhẹ điện, không có đóng chó. Sáng đèn zin. Tích hợp để chúng ta chỉ điện bình, ta xài đèn LED.
với cái tầm tiền không nhiều thì chúng ta có thể chọn đèn này ha, đèn kết hợp với công tắc làm ta có thể lắp lên xe rất nhanh. Ok. Bắt một hồi thì chúng ta cảm thấy nó hơi ấm thôi, hơi ấm thôi. Phần nhôm thì hơi ấm thôi. Nếu mà halogen chỗ này gọi là phỏng tay luôn ha, tỏa nhiệt sang nhôm. Mẫu đèn mà nó khá là đẹp, khá là độc. Độ sáng hơi đèn zin. Đó. Bạn nào mà cần lắp đèn này các bạn có thể ghé cho mình lắp ha, địa chỉ của bên dưới video ha, hoặc trong video lắp chút xíu là xong thôi. Giá học sinh sinh viên. Đó. Mình sẽ xử lý chỗ này.